Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh bà của em yêu tô chuyên mua bán tô cũ toàn quốc. Thì hôm nay em lên sóng cho bác xem một cái mẫu xe nhá, một cái mẫu xe Lacetti nhá, Lacetti đời 2009 và đăng ký năm 2010. Thì mẫu xe này là nhập khẩu nguyên chiếc các nhá, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các nhá. Thì con này mặt ga lăng các nhá, mặt ga lăng là chủ xe họ trước đây họ đã độ thêm cái mặt ga lăng của Form Crew rồi các nhá. Đó, các bác nhìn ạ, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Dạ vâng, đây là mẫu xe Daewoo Lacetti đời 2009 và đăng ký lăn bánh, lần đầu lăn bánh là 2010 các nhá. Đó, và chủ xe cũng độ thêm cả phần la răng đúc rồi các nhá. Nguyên bản của cái dòng xe này là la răng sắt các nhá. Đó, nguyên bản là la răng sắt và đây là chủ xe họ độ thêm một bộ la răng đúc, nhìn khá là đẹp các nhá. Và chủ xe độ thêm cả màn hình cam lùi đầy đủ hết các nhá, âm thanh hay. Máy gầm thì khỏi về bàn rồi, tí em sẽ quay cho các bác xem cái phần đó các nhá. Xe được trang bị tất cả là phần gương kính chỉnh điện các nhá, gương gập điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ các nhá. Dạ vâng, Daewoo Lacetti đời 2009 và đăng ký năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các nhá. Đó. Thì mẫu xe này bên em bán mức giá là chỉ có 215 triệu thôi nhá. 215 triệu. Các bác đã có nghe mẫu xe này đã đi rồi nhá. Sau đây mời bác em xem phần nội thất nhá. Đây ạ, nội thất đây ạ. Nội thất rất đẹp quá nhá. Tem mác nguyên bản các nhá. Tắp đi cửa đây ạ. Tắp lô đây các nhá. Chủ xe độ thêm cả cái phần chống nóng rồi các nhá. Đầy đủ hết. Đầy đủ hết các nhá. Đây rất đẹp luôn ạ, bên dưới rất đẹp luôn. Đây cái này để điện thoại các nhá. Trần nguyên bản, trần lý các nhá. Trần lý nguyên bản đấy ạ. Nhìn rất là căng luôn nhá, rất là căng và sạch luôn ạ. Không gian rộng rãi các nhá. Chủ xe độ thêm màn hình cam lùi đầy đủ hết các nhá. Đầu CD vẫn để nguyên bản này các nhá. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản luôn các nhá. Đây các xem vô lăng đây ạ. Chỉ có 215 triệu các bác sở hữu ngay mẫu xe này rồi nhá các bác nhá. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhé. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc các nhé. Xe còn tương đối đẹp các nhé. Đây, đằng sau đấy, lỉ liếc đây, nguyên bản đeo nhá. Chủ xe cũng mua thêm mấy cái này để chắn nắng nhá. Rất là hay ạ. Không gian rộng quá nhá. Lốp láp là mới cả dàn luôn rồi nhá. Đấy, tất cả lốp là mới như này hết các nhá. Đồng đều như nhau hết ạ. Đắp đi cửa cánh bên này đi các nhá. Địa chỉ em ở xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các nhá. Gần trung tâm thị trấn Leo khoảng hơn một cây thôi nhá. Vâng, sau đây mời bác em xem phần cốp ở đồ sau nhá. Cốp đồ sau là cũng bằng điện các nhá, các bác ấn này.
Đó, tự nó lên coi nhé. Rất là hay coi nhé. Có phải đồ đằng sau của cái dòng này đây, rất là rộng rãi coi nhé. Đây, đằng sau lỉnh nhất nguyên bản này, cao nhé. Đây ạ. Lỉnh nhất nguyên bản coi nhé. Đầy đủ hết này. Khoang ở đồ rộng rãi này. Bên dưới đây coi nhé. Kích để đồ này. Keo nhà máy nguyên bản thôi nhá. Đó, nguyên bản luôn. Khá là rộng rãi và các bạn nhìn ạ, rất là sạch luôn các bạn nhá. Tất cả đây những phần này là nguyên bản này, không có dấu hiệu là sơn lại gì các bạn nhá. Đây là sơn nguyên bản này, các bạn nhìn ạ. Keo nguyên bản này. Đây các bạn nhìn ạ, rất là đẹp luôn đó nhá. Đó, các bạn nhìn ạ, đúng không ạ? Kích để đồ đây, lốp dự phòng đầy đủ hết các nhé. Sau đây em cho bác xem phần khoang máy động cơ nhé. Máy móc thì hoạt động bình thường thôi nhé. Dạ vâng, chỉ có 215 triệu thôi các nhé. 215 triệu ạ. Các bác có nghe mẫu xe nhập khẩu rồi các nhé. Đây là phần gương gập điện các nhé. Đây ạ. Các bác ấn vào là ấn ra là tự vào thôi các nhá, theo ý muốn của mình các nhá. Đây tất cả đây coi nhá, gương gập điện đầy đủ hết này, màn hình này coi nhá, màn hình đây, màn hình âm thanh nghe hay luôn các nhá. Đây em vào cam lùi cho bác này, cam lùi led căng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cam lùi rất là led luôn các nhá. Đó, sau đây em mở capo cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Khi nào mình mở lên thì màn hình cũng báo luôn các nhá. Đó, đây có nhìn chưa, đó em mở capo đấy, màn hình là báo luôn các nhá. Vâng, sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhé. Sau đó tí nữa sẽ quay bác xem phần gầm. Nói chung là xe rất đẹp luôn ạ, đều xe nhé. Đẹp. Máy móc lổ hoạt động bình thường thôi nhé. Tất cả các bác mua về sử dụng gia đình thôi, không phải làm bất cứ cái gì đâu nhé. Đây, các bác nghe này, máy móc lổ êm thôi nhé. Đây, các bác nghe này, đúng không ạ? Máy móc lổ rất là êm luôn coi nhé. Chung là giờ các bác mua về là sẵn dùng thôi nhé, không làm bất cứ cái gì rồi nhé. Vâng, sau đây vào bác em xem phần gầm luôn nhé. Đó, em sẽ cho bác xem phần gầm, gầm cực đẹp luôn các nhé. Đây cho bác xem phần gầm này. Đây thôi nhé, có hình rõ chưa? Gầm đây thôi nhé, gầm rất là sáng này, rất là đẹp này thôi nhé. Em về bên kia em quay cho bác. Đây đó xe. Đây, đằng sau đây thôi nhé. Dạ vâng, đó là tổng thành xe Lacetti 2009 và đăng ký năm 2010 thôi nhé. Một lần nữa, mình ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.